và các bạn đến với vòng chung kết của Trạng Cờ Đất Việt Cúp Ximang Long Sơn mùa giải 2016-2017. Như vậy là qua một thời gian dài chờ đợi, ngày hôm nay tôi lại được có mặt tại The Ritz Hotel để đến với 8 kỳ thủ xuất sắc nhất của vòng chung kết Trạng Cờ toàn quốc. Và tôi xin được giới thiệu người đứng bên phải tôi hôm nay là anh Vũ Văn Tuyến đến từ câu lạc bộ Cờ Tướng Tràng An Ninh Bình. Xin chào anh Vũ Văn Tuyến. Vâng, xin chào anh Phạm Thanh Trung. Anh cảm giác thế nào khi mà được có mặt tại quê hương của mình để đón chào những bạn cờ đến từ toàn quốc? Tôi cảm thấy rất vui ạ. Anh đánh giá thế nào về đối thủ Dương Đình Trung đến từ câu lạc bộ Cờ Tướng Kim Bắc? Tôi nghĩ rằng anh Dương Đình Trung là một kỳ thủ mà trình độ rất là cao, kinh nghiệm rất là nhiều, đã chinh chiến rất là nhiều năm và tích lũy được nhiều rất kinh nghiệm. Nên tôi đánh giá rất cao anh Dương Đình Trung. Anh đã có những cái sự chuẩn bị nào tích cực dành cho đối thủ của mình chưa ạ? Tôi thì tôi cũng nghĩ rằng là tôi cứ đánh một cách theo cái thường ngày tôi vẫn đánh thôi, ổn định, chắc chắn và bền bỉ thế thôi, còn sẽ cố gắng hết sức. Vâng, xin quay trở lại với đối thủ của anh Vũ Văn Tuyến. Xin chào Dương Đình Trung, chào mừng bạn có mặt với tư cách khách mời của chương trình, là đại diện của làng cờ tướng Kinh Bắc Bắc Ninh. Ngày hôm nay bạn có cảm thấy tự hào khi có mặt trên ghế nóng của Trạng Cờ không? Thực sự là em cảm thấy rất vui vì là coi như mình là một khách mời duy nhất của toàn quốc được tham dự vòng chung kết này. Rất là vui và vinh dự ấy. Bạn có chia sẻ của bạn đến với khán giả Kinh Bắc, Bắc Ninh, những cái người mà rất là yêu mấy bạn và rất là yêu cờ không? Em sẽ đánh hết mình để cống hiến cho khán giả Kinh Bắc nói chung và toàn quốc nói riêng ấy. Trung đánh giá thế nào về đối thủ của mình? Em đánh giá anh Tuyến là trong những năm vừa qua anh Tuyến có một sự tiến bộ rất là thần tốc. Đấy, cả về lực mấy năm nay anh có luyện thêm về khai cuộc rất nhiều biến mới ra, em đánh giá anh giờ rất là nguy hiểm. Cơ hội của bạn sẽ là bao nhiêu phần trăm cho nếu bạn nghĩ? Em nghĩ là 50-50 chia để cho hai anh em. Và như vậy là các bạn đã nghe chia sẻ của hai kỳ thủ và tôi xin chào đón tất cả quý vị các bạn đến với trận khai mạc của vòng chung kết Trạng Cờ Đất Việt Cúp Ximang Long Sơn mùa giải 2016-2017 diễn ra ngay sau đây. Bình luận viên Phạm Thanh Trung và Hoàng Đình Hồng xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn trận đấu đầu tiên thuộc vòng chung kết toàn quốc Trạng Cờ Đất Việt Cúp Ximang Long Sơn mùa giải 2016-2017 giữa hai kỳ thủ Vũ Văn Tuyến đến từ câu lạc bộ Cờ Tướng Tràng An Ninh Bình và kỳ thủ Dương Đình Trung đến từ câu lạc bộ Cờ Tướng Kinh Bắc. Trận đấu được sự điều hành của trọng tài Nguyễn Việt Tuấn diễn ra tại khách sạn The Ritz Hotel thành phố Ninh Bình. Vâng, xin chào thầy Hoàng Đình Hồng. Xin chào bạn Trung và toàn thể quý vị đang theo dõi bình luận trực tiếp lượt đấu đầu tiên của bảng A giữa vận động viên Vũ Văn Tuyến câu lạc bộ Tràng An Ninh Bình và bạn Dương Đình Trung của câu lạc bộ Bắc Ninh. Vâng, rất nhanh pháo đầu đối đấm bình ba đối bình phong mã xe thứ 6. Xin giới thiệu người ngồi cạnh tôi hôm nay là thầy Hoàng Đình Hồng, bình luận viên rất quen thuộc của chương trình và là huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Thì ngày hôm nay thì rất vui khi được chào đón thầy Hoàng Đình Hồng tại Ninh Bình. Thưa chúng tôi cũng xin một lần nữa là gửi lời chào đến các bạn đang theo dõi bản đấu trực tiếp hai đội bên Dương Đình Trung, Vũ Văn Tuyến và Dương Đình Trung. Thì chúng tôi xin nhắc lại sự có mặt của hai vận động viên này thì đây là hai vị khách mời nhưng mà theo chúng tôi là cũng rất là xứng đáng có mặt trong cái vòng chung kết Trạng Cờ Đất Việt năm nay. Bởi vì bạn Vũ Văn Tuyến thì qua các giải trước của Trạng Cờ thì anh cũng đã thể hiện được cái trình độ chuyên môn nhất định, cũng đã không làm cho mọi người thất vọng khi anh trực tiếp đối đầu với các danh thủ hàng đầu của làng cờ Việt Nam hiện nay. Và anh đã từng xếp thứ tư tại cái vòng tuyển chọn giải toàn quân miền Trung miền Trung. Còn bạn Dương Đình Trung thì đây là một vận động viên đã từng nhiều lần vô địch Bắc Ninh và chính anh là với nhiệt tình của mình đã mạnh dạn đứng ra đăng cai cái giải Trạng Cờ năm tới để tổ chức tại Bắc Ninh. Thì do đó chúng tôi cho rằng cả hai vận động viên này đều có thể là đáp ứng cũng như là góp mặt vào cái mặt bằng chung về góc độ chuyên môn của Trạng Cờ chúng ta. Quay trở lại trận đấu thì ngay sau khi đi xe tuần 6 thì bên đen đã mở pháo để mời đổi xe. Anh Tuyến đã đấu xe và sau đó thì đi xe 9 tuần 1
với mục tiêu sẽ chuyển sang 9-2 để đe dọa vào con mã yếu của Dương Đình Trung. Hình cờ này thì theo tôi đánh giá là hai bên vẫn giữ được tiền thủ của mình, như vậy là pháo 9-7. Ở đây theo chúng tôi đây là diễn biến ván đấu giữa danh thủ Uông Dương Bắc và Ngô Tông Hàn tại cái giải vô địch cá nhân châu Á vừa qua đó. Thì sau khi ván đấu kết thúc thì phần thắng đã nghiêng về vận động viên Ngô Tông Hàn, và trong cái giới chuyên môn đã phân tích và bình luận cái ván đấu này thì chính Uông Dương Bắc đã có mấy sai lầm khi cầm quân đen là bình pháo đổi xe sớm. Thì là trong cái ván đấu đó thì Ngô Tông Hàn chọn nước chơi xe 9-2 bắt mã, nhưng mà đây thì bằng của ông tướng đã chọn nước xe 9-7. Như vậy là mục tiêu sẽ là bình 7 tấn 1 để có thể mở thông được đường xe. Cờ tướng thì rất là thiên biến vạn hóa, mà như các bạn đã biết thì các cái biến mặc dù là hầu như ai cũng biết trận cuộc, nhưng tất cả các trận đấu hầu như không trận đấu nào giống trận đấu nào cả. Và trong cái phân tích của tài liệu Hoàng Đình Hồng, ở trong trường hợp này thì anh Tuyến chọn cái đường phát triển hướng tấn công là lộ 7 chứ không phải lộ 2. Và như vậy sau nước đổi xe thì xe 7 đã tấn 3. Như vậy là hình cờ của bên đỏ tương đối thông thoáng. Với cái tương quan về trình độ của hai vận động viên này thì chúng tôi trước mắt là chưa có thể là xác định được. Tuy nhiên thì đánh giá ban đầu của giới chuyên môn á, thì dù sao anh Vũ Văn Tuyến cũng đã có cái kinh nghiệm cọ sát với các danh thủ nhiều hơn, và do đó thì chúng tôi thấy rằng với sự chuẩn bị rất kỹ thì anh có thể đã nghiên cứu kỹ cái thế trận này, và với cái bề dày kinh nghiệm thì anh cũng có thể là chọn được cái phương cái đối sách hợp lý hơn. Như vậy là Dương Đình Trung đi pháo 2 thái 1 với mục đích là pháo 2-3 để chóc xe và bắt tượng. Anh Tuyến đã lập tức đi pháo 8-4, trong trường hợp pháo 2-3 sẽ thì pháo 8 sẽ bình 7 và ngăn chặn cái đường tấn công, đường phản công của bên xanh vào cái lộ tượng yếu tượng 7 của bên đỏ. Thì rõ ràng là ở đây mình bước đi là thể hiện được cái kinh nghiệm thi đấu phong phú của bạn Vũ Văn Tuyến, nhưng ngược lại thì bên đen cũng đã chọn mình những đi hợp lý. Thì các bạn thấy là nó có sự khác biệt giữa cái xe 9-7 và xe 9-2. Xe 9-2 nó sẽ làm cho cái thế trận của bên đen nó không được hài hòa vững chắc bằng. Các bạn đang xem các trận đấu trong khuôn khổ vòng chung kết trận cờ đất Việt Cúp Xi Măng Long Sơn mùa giải 2016-2017. Giải đấu nhận được tài trợ của công ty Xi Măng Long Sơn, công ty cổ phần khoáng Việt Tiệp và các nhà tài trợ, công ty Full 24/7, khách sạn Minh Cường Đông Anh, thương hiệu áo thun Lulo, Naman Digit Đà Nẵng và khách sạn The Ritz Hotel thành phố Ninh Bình. Các trận đấu của trận cờ đất Việt sẽ được phát sóng trên VTC2. Ngoài ra các trận đấu còn được phát lại trên kênh YouTube của Sông Mã Ca và diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo. Kính mời quý vị khán giả đón xem. Ngày hôm nay thì 8 kỳ thủ với Diệp Khai Nguyên, Trần Quốc Việt đến từ miền Nam, Nguyễn Anh Mẫn, Tôn Thất Nhật Tân đến từ miền Trung và Vũ Hữu Cường, Đặng Quốc Hưng đến từ miền Bắc, cũng như hai kỳ thủ khách mời đại diện cho các nhà tài trợ đó là Vũ Văn Tuyến và anh Dương Đình Trung đều là 8 kỳ thủ rất là xuất sắc. Và ngày hôm nay thì có mặt tại đây để tranh ngôi vô địch của trạng cờ, một cái ngôi vô địch hết sức danh giá. Thì đến đây là nước đi theo chúng tôi là hợp lý, bởi vì khi mà con pháo 8 mà bình 7 đè mã thì đã vô tình ngăn chặn cái nước uy hiếp từ xe 7 mà uy hiếp mã đó, thì bây giờ con pháo 7 của bên đen thì có thể là ung dung để mà mở cuộc phản công từ con mã 3 của bên đỏ. Bạn có thể thấy là cái thời điểm này thì cái cánh trái của bên xanh, đặc biệt là pháo 7 đóng rất là mạnh, thì anh Tuyến sẽ phải xử lý được cái nước cờ này, không thể đi bình 3 tấn 1 được.
Thì theo chúng tôi nước đi có lẽ là hợp lý đối với bên bên nọ là chơi mã 3-2, thì sau đó mới là thoát khỏi cái sự uy hiếp của pháo 7 trước. Tùy theo sự biến đổi của tình hình thì có thể mà 2 tiếp tục 9-1 anh tiêu diệt pháo, thì lúc đó khi con pháo này đã bị trao đổi đã đổi á, thì con mã 3 của đen nó sẽ trở thành những quân yếu để đỏ có thể khai thác. Có nhiều phương án, có thể chơi là pháo 5 bình 7, mã 7 tấn, mã 9 tấn 7 vân vân. Nhưng mà trước mắt là phải giải quyết cái đe dọa từ từ cái tam lộ của bên đỏ trước đã. Và chúng tôi không loại trừ khi mà mã 3 mà tiến lên á, thì cũng có thể hy sinh tường, bởi vì lúc đó nếu con pháo đen mà tốt 3 ăn qua mà pháo đen mà đánh tường thì cái lực lượng tấn công nó rất là mỏng, lẻ loi một con pháo thì không có đủ khả năng để giết gây nguy hiểm cho bên đỏ được. Đây là cái khoảng thời gian rất là quan trọng của ván đấu, và do vậy mà các kỳ thủ dành nhiều thời gian ở nước chung cuộc này hết sức hợp lý. Tôi nghĩ những cái nước cờ này là rất quan trọng, nó sẽ có ảnh hưởng nhiều đến cái kết quả thi đấu sau này. Rõ ràng là tôi thấy phương án mã 3 tấn 2 của thầy Hoàng Đình Hồng đề xuất cũng là hết sức hợp lý. Vũ Văn Tuấn lại chọn để chơi pháo 5 bình 7. Thì nước này nếu mà đen mà chơi binh 7 tiến 1 thì lúc đó đỏ sẽ có nhiều cái khả năng là sai lầm. Đây là chơi xe 4 tiến 3. Mục đích là ngăn chặn không cho cái con pháo trước của binh đỏ đó để di chuyển và uy hiếp bên mạng. Đây chúng tôi cho rằng cái nước pháo 5 bình 7 là chúng ta cũng cần phải xét lại. Nước đi là có khả năng là tự tạo ra khe hở cho đối phương và đồng thời làm chậm lại cái tiến độ mà tấn công của cái quyền chủ động đi tiêm của mình. Chúng ta sẽ nghiên cứu thêm về cái phương án khác của bên đen nếu như chơi binh 3-1 7-1, mà nếu mà xe 7 mà binh 3 thì lúc đó có khả năng là chơi xe 4-7 bắt đôi buộc con pháo đỏ phải tấn công, phải tiêu diệt con mã đen, thì lúc đó con pháo 7 lại binh 3 đổi quân thì mở cái mối uy hiếp của bên cái cánh trái của đỏ, lúc đó là trở thành mộng. Như chúng tôi cũng đã trình bày thì rõ ràng bạn Vũ Văn Tuyến đã thể hiện cái kinh nghiệm thi đấu phong phú của mình với những cái chọn lựa mà chúng tôi cho rằng hợp lý. Trong cái thời điểm này theo chúng tôi là cái kinh nghiệm là rất là quan trọng cho các vận động viên, bởi vì thực sự là trong cái giai đoạn mà phức tạp với cái quy định về thời gian của ván đấu thì nó cũng đã một phần nào hạn chế cái khả năng chọn những phương án chính xác của vận động viên. Mà mình không để
chúng tôi xin phép được giới thiệu lại, tức là trong năm tới, trạng cờ đất Việt năm tới thì sẽ được tổ chức tại Bắc Ninh. Và đó là cái do cái sự tích cực hỗ trợ của chính đơn vị này, và đại diện đó là vận động viên đang tham dự bán đấu này đó là bạn Dương Đình Trung, cũng nhiều lần vô địch Bắc Ninh. Thì với cái đà phát triển hiện nay về góc độ chuyên môn, về các điều kiện, thì chúng tôi cho rằng chúng ta cần, rất cần nhiều đơn vị tham gia trong cái giải đấu này. Đen lùi mã với mục đích là có nhiều khả năng là đưa con pháo vào để mà uy hiếp cái con xe là thứ nhất. Thứ hai là có thể chơi là mã 1 tiến 2, cũng là một nước uy hiếp xe. Rồi sau đó mới là chuyển là pháo 2 bình 3 để mà tấn công vào cái đường 7 mà đang mở ra nhiều cái mối đe dọa cho bên đó. Chúng ta sẽ xem bạn Vũ Văn Tuyển sẽ chọn cái phương án đối phó như thế nào. Bây giờ có lẽ là theo chúng tôi là xe 7 bình 8 là đó là nước hợp lý, ít nhất là trong cái thời điểm này. Xe 7 bình 8 thì lúc đó sẽ là pháo 2 bình 3. Thì bạn có chấp nhận đổi quân hay không? Nếu xe 7 bình 8 thì có thể theo chúng tôi là pháo 7 thoái 1. Nước đi này theo chúng tôi thời điểm này cũng rất là linh hoạt, mở ra nhiều cái hướng phản công cho bên đen. Và do đó bây giờ là đen đỏ phải cân nhắc kỹ. Cái phương án mà pháo trước tiến 2 bắt mã là không hợp lý, bởi vì lúc đó sẽ mã 1 tiến 2 bắt đôi. Xe 7 bình 8 thì chúng tôi cho rằng cái nước của đen chọn lựa nhiều khả năng sẽ là pháo 7 thoái 1. Nước đầu tiên nó đi, do rằng khi mà cái nước pháo 5 bình 7 nó đã tự hạn chế khả năng mà chủ động của mình trong bình đỏ. Thực ra tôi cho rằng cái khi mà trừ trường hợp đặc biệt, chứ còn khi mà pháo 2 đã bình 5 ấy, thì hạn chế đi tiếp nước pháo 5 bình 7. Tất nhiên trong một số cái hình cờ thì anh Tuyến có lý do của mình khi đi nước pháo 5 bình 7 này. Nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy cái hình cờ này thì hiện thời là bên đỏ đang bị đe dọa về cái lỗ cái cánh phải của mình. Thì rõ ràng là cái thời điểm này bên đỏ sẽ phải dành rất nhiều thời gian đầu tư để đi nước cờ, có thể nói nước cờ cao cấp, để có thể là giải quyết được những cái vấn đề đang diễn ra. Theo chúng tôi thì đến đây có lẽ là cái nước đi xe 7 bình 8 là vẫn hợp lý nhất. Lúc đó pháo 7 thoái 1 thì nhiều khả năng
sẽ chọn cái phương án mà lúc đó là pháo trước. Đấy, xe 7, xe 8, xe 9, 3. Và sau đó thì mới tùy tình huống để mà đối phó. Còn bây giờ bạn mà để cho con pháo 3 mà bình, pháo 2 bình 3 đó, thì các bạn thấy rõ cái thế trận đã trở thành, chúng tôi cho rằng đó là phản tiên dành cho bên đen. Chúng ta loại trừ khả năng là pháo trước 92 bắt mã rồi. Pháo trước 92 thì đương nhiên là mã 192 bắt đôi. Đây thì theo một danh thủ có mặt trong cái vòng chung kết này, đó là danh thủ Trần Quốc Việt của Bình Dương. Ông đã từng có những câu nói đùa rất là thú vị trong cái tình huống này, là anh dùng cái từ để dành cho bên đỏ, tức là pháo đầu bỏ chạy. Đỏ chọn nó đi đổi pháo. Bây giờ nếu như đi mã 192 thì sao? Bây giờ mã 192 xong này có thể nhiều khả năng là mã 2 thoái 4 vân vân. Thì chúng tôi cho rằng là đây đỏ bây giờ thì theo đánh giá theo của quan điểm cá nhân của chúng tôi thì đỏ hoàn toàn đã mất lợi thế tiền thủ của mình. Chính xác, anh đã chọn được đi hợp lý nhất trong cái thời điểm này là mã 192. Thì nước đi các bạn thấy rõ là nước đi mang tính bị động rất là rõ. Như vậy là anh Tiến đã không tính ra cái tình huống nếu mà bay ngựa bắt đôi sẽ bị vật tượng chiếu tướng, rất là khó khăn cho bên đỏ rồi. Bây giờ lại bạn lại không thể chọn cái chơi mà 7 9 9 6 bắt đôi pháo vật chiếu tướng xong này mã 1 mã 2 là 9 3, thì cái mối uy hiếp này nó quá lớn. Và các bạn không loại trừ là công thức 7 ăn qua thì bạn lại sẽ bị bất lợi, bị mã 3 bị uy hiếp nữa. Tôi nghĩ đến thời điểm này thì trong cái cờ tàn này thì rất là khó cho bên đỏ rồi. Như vậy là trong thế trận kém tượng, kém cây trước Dương Đình Trung rất là khó khăn. Bây giờ thưa các bạn là tình hình rất khó cho bên bên đỏ. Kém quân và thế thì lại không được mạnh. Như vậy là mã 8 tấn 7 để giữ được tốt đầu. Đến đây thì theo chúng tôi
có lẽ đen mà nếu chơi pháo 2-1 uy hiếp tốt thì nó đơn giản. Ba bốn thứ sáu thì nước đi này nước đi theo chúng tôi là nó chỉ có tính chất là chờ đợi thôi chứ không có cái hướng nào mà để mà tấn công, bởi vì mã đôi con pháo hai đã phong tỏa hết cái vị trí mà chiếu tướng của mã đè mã đỏ, và ngay cả khi mà chiếu tướng thì cũng không có khả năng uy hiếp được. Thế rõ ràng là chúng tôi cũng hơi bất ngờ, bởi vì đánh giá ban đầu của chúng tôi là có vẻ hơi nghiêng về vận động viên Vũ Quốc Tuyến trong cái trận đấu này. Thế nhưng bây giờ rõ ràng là bạn Dương Đình Trung đã thể hiện được cái trình độ nhất định, và anh chẳng những đối đầu không hề kém mà còn có phần sắc sảo hơn. Vâng, nhắc lại về Dương Đình Trung thì anh là đại diện tiêu biểu của làng cờ tướng Bắc Ninh. Có thể nói là Dương Đình Trung mặc dù không thi đấu các giải quốc gia nhưng thường xuyên được các cái nhà tài trợ tại Bắc Ninh tạo điều kiện cho thi đấu tại các cái giải đấu phong trào khác trên khắp cả nước. Và cái việc mà vào năm 2015 thì Dương Đình Trung đã từng là hạng tư của trạng cờ đất Việt cùng phía Bắc đã phần nào nói lên được trình độ của anh. Dương Đình Trung hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Tường Kinh Bắc tại giải đồng đội phía Bắc Thăng Long Kỳ Đạm, và đang là một trong những kỳ thủ mà có tích lũy được điểm số tốt nhất. Và theo tôi đánh giá thì Dương Đình Trung ở đấu trường phía Bắc ấy thì chỉ kém chút xíu so với các cái kỳ thủ mà đi thi đấu quốc gia thôi. Còn với những cái kỳ thủ mà chơi cường nghiệp dư ấy thì tôi cho rằng là Dương Đình Trung đã ở đẳng cấp cao nhất rồi. Và cái việc mà anh có mặt ở vòng chung kết của trạng cờ ngày hôm nay ấy, thì ngoài cái việc là đại diện của nhà tài trợ cho năm tới 2017-2018 thì đặc biệt Dương Đình Trung sở hữu một cái kỷ lục rất là tốt, và chính cái điều đó đã khiến cho ban tổ chức cân nhắc để mời Dương Đình Trung tham gia giải đấu này. Và như các bạn đã thấy thì Dương Đình Trung thể hiện rõ cái bản lĩnh thi đấu rất là chặt chẽ, bình tĩnh, phòng ngự bình tĩnh, và khi mà có cơ hội thì phản công rất là sắc bén. Thì có thể thấy rằng là trong cái ván đấu này thì cái khả năng mà cái khó khăn ở đang đến rất nhiều với Vũ Văn Tuyền. Thì cái đầu tiên cái tạo điều kiện đầu tiên cho bên đen tức là đỏ là tự tạo kẽ hở cho đối phương mà nó có 57. Như cũng phải nói là bạn Dương Đình Trung đã khai thác tương đối chính xác khi anh chọn phương án này. Bây giờ để giữ cái tình hình là hơn quân và thế cũng có đôi chút lợi thế hơn, vì cờ thông thoáng hơn. Giờ phần còn lại là khai thác như thế nào được. Các bạn thấy rõ rồi, bây giờ những cái vị trí mà nếu mà thuần về phòng thủ cực kỳ chặt chẽ, con mã 4, con pháo 2 thì gần như là nó phá hết những cái đường phản công của bên đỏ rồi. Lại hơn tưởng thì bây giờ cái nhiệm vụ để mà tấn công chúng tôi cho rằng nó nằm ở chỗ con mã 6 của bên đẹp. Bây giờ có thể chuyển quân. Như vậy là tốt 1-1. Thời gian đang là 10 phút trên bên đỏ và 12 phút trên bên xanh. Bên xanh đang có một hình cờ tốt hơn cây và hơn dầu. Tôi nghĩ rằng là sẽ khá là dễ dàng. Tuy nhiên Dương Đình Trung thì cũng cần phải tuyệt đối cẩn thận. Bởi vì như các bạn đã biết thì trên ghế nóng ở trạng cờ là thi đấu cờ nhanh, và mọi sai lầm có thể đến bất kể lúc nào cả. Các bạn đang xem các trận đấu trong khuôn khổ giải đấu trạng cờ đất Việt Cup Sima Long Sơn 2016-2017. Giải đấu nhận được tài trợ của công ty Sima Long Sơn, công ty cổ phần quà Việt Tiệp và các nhà tài trợ, công ty Infun 24/7, khách sạn Minh Cường Đông Anh, thương hiệu áo thun Lulo, Namanichit Đà Nẵng và khách sạn The Ritz Hotel thành phố Ninh Bình. Các trận đấu của trang cờ đất Việt sẽ được phát sóng trên VTC2,
Ngoài ra các trận đấu còn được phát lại trên kênh YouTube của Sông Mã Ca và Diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo. Kính mời quý vị khán giả đón xem. Bây giờ đánh giá là cảm thấy không còn gì nguy hiểm thì đang bắt đầu tận dụng cái lợi thế của mình và mở cuộc tấn công. Mình được đi mà 6-4. Nếu mà nước này lại có tác dụng để bảo vệ cái tuyến đầu nữa. Bây giờ theo chúng tôi có thể cái khả năng cái bước tiếp theo á là mã 3 thoái 5 xong rồi còn mã 4 tính 3 để tăng cường phối hợp tập trung 3 quân 2 mã pháo ở một cánh yếu mở tường của bên đó. Cũng cho rằng đây là khó khăn đang chờ đợi là Vũ Văn Tuyên. Các bạn đã thấy rõ cái nước mà bạn Trung chúng tôi đã nói chúng tôi có bất ngờ đấy. Khi mà chạy cái nước mà chạy tượng anh cũng chọn nước đi tượng 7 thoái 9 thay vì thoái 5, bởi vì anh giữ trù luôn cả cái khóa luôn cái hướng phản công của bên đỏ từ cái con pháo pháo 1. Như vậy là pháo 1 thoái 1 thì mục tiêu là bắt tốt biên. Ở cái thời điểm này các bạn thấy cái đường công của bên đỏ không còn nhiều. Do vậy mà cái việc mà chờ đợi cho một cái việc chuẩn bị kỹ cho việc phòng thủ là việc quan trọng. Và tôi nghĩ là trong cái trường hợp gãy tượng này rất là khó khăn rồi. Mã 4 tấn 3 mục tiêu là rõ ràng bắt tốt đầu, bắt tốt biên. Đang chiếu tướng, rất nhiều cái khó khăn đang đến. Không loại trừ khả năng mà đen có thể cứ chờ đợi và chơi binh 5 tiếng 1 nữa. Như vậy là chiếu tướng rồi. Có 2 tấn 8. Và mục đích là bình ra để mở cái tấn công và đồng thời bảo vệ quân tốt binh nữa. Theo chúng tôi cứ để con pháo nằm đỏ mà cứ từ từ mà chơi binh 5 tiếng 1 nó vẫn hay hơn. Ngạc nhiên sau cái cơ hội bây giờ cũng chưa có gì, sao không lấy mã mà tiêu diệt bớt tối đầu của bên đỏ mà lại chọn nước đi cẩn thận, quá cẩn thận để chơi điều sĩ lên. Giờ nếu mà mã 5 lại thoái 6 thì lúc này trời đỏ thì không nước đi, mình nhận lên biết năng cứ tăng cứ ngồi. Bây giờ bộ hát sĩ thưa thầy đang đứng cục, rất là nguy hiểm, phải bắt sát sĩ lên. Thì trong cái tình huống này thì các bạn thấy rằng là hơn cây trong hình cờ này thì tương đối là dễ đánh rồi. Bây giờ thì theo chúng tôi chỉ có binh 5-9-1 thôi, đỏ không có cái hướng nào để mà tấn công. Binh 5-9-1 thì có nhiều khả năng mà 4-9-3, ngay cả tiêu diệt được quân tự này cũng không có khả năng gây nguy hiểm cho bên đen được.
Bây giờ theo tình hình đến lúc này chúng tôi cho rằng bên đỏ chỉ còn chờ đợi cái sự sơ hở của bên đen thôi, sai lầm của đen. Nước này đơn giản, thực chất là dọa là tiêu diệt sĩ, nhưng mà nước chính yếu là mã 7 sẽ thối 6 để ép đội, thì đơn giản hóa cái thế trận đi, khai thác cái sự hơn quân hơn thế. Như vậy vừa rồi Dương Đình Trung vừa đào mã 5 tấn 7 để dọa cục, đã đổi cây rồi. Pháo 2 thoái 8 thì bây giờ hoàn toàn là thế trận chặt chẽ. Là duy trì cái thế công giữ cái pháo 2 để tạo cái uy hiếp chỗ khác. Các bạn thấy rõ là bên hơn quân hơn thế nó dễ đi lắm. Hay nói cái khác là đi nước nào cũng cũng cao cả. Wow. Các bạn ở đây Dương Đình Trung chơi rất chặt chẽ. Trong giờ xả tượng về là sẵn sàng đấu cây ngay, duy trì pháo mã 2 tốt. Nếu mà xuất tướng á thì phạm cái sai lầm, lúc đó thì mã 4 tiến 2 vừa uy hiếp tượng vừa lấy pháo dọa chiều, pháo 3 dọa chiếu nữa. Và chúng tôi nói là tại bởi vì bạn đã lâm vào cái thế kém quân kém thế rồi thì bạn đi không tìm được thứ hay đâu. Đỏ chỉ có hy vọng là khai thác cái sơ hở của đối phương. Nếu như còn đủ lực lượng bây giờ lại bị ép đội bớt con mã thì bây giờ cái pháo mã lẻ loi chúng tôi cho rằng con tốt 1 thì lại quá xa, thì cái khả năng để mà tìm được cái ý đồ này chúng tôi cũng gặp khó. Thường thường chọn nó chơi đơn giản nhất, tức là chơi mã 7 thoái, mã 5 thoái 7 tiêu diệt luôn tốt binh. Thì thật sự là đó là lối chơi theo chiến thuật của nhà vô địch cờ vua Kasparov. Bởi vì anh từng phát biểu là nếu tôi biết tôi đi nước này sẽ thắng, tôi chấp nhận đi thêm 1.000 nước nữa. Như vậy là vỡ nốt tượng, các bạn thì thấy là trong cái hình cờ mà về phần cách cuộc ý, thì cái việc lựa chọn biến hết sức quan trọng. Như thầy ông và tôi đều bảo lưu quan điểm là chuyển sang 9-2 để công kích vào đường mã yếu của bên xanh.
thì anh Tiến quyết định đi đường xe 97 và sau cái nước qua 57 thì tạo thành một cái sự dòng dọc ở cái hệ thống cây của mình. Và cái hình cờ đó nó tạo điều kiện cho Dương Đình Trung vốn là kỳ thủ rất là nhiều mưu mẹo, sẵn sàng tung những cái bẫy ra để gây khó cho đối thủ của mình. Và rõ ràng là cái nước mấu chốt của ván cờ này là xe 92 hoặc xe 97. Trong trường hợp ra xe 92 thì sẽ rất nhiều hướng đánh hơn, và xe 97 thì tôi cảm giác là chưa được chuẩn. Đây là những nước đi mà theo chúng tôi là chỉ có tính chất mà gần như là nếu mà không nói không quá là thủ tục của bên đó. Bây giờ nếu như chỉ 594 chúng tôi quyết định tấn công. Chúng ta bây giờ chúng ta có thể chú ý đến yếu tố thời gian. Thì anh Trung xem mỗi bên còn cái thời gian là cái thời gian dành cho anh Tuyến là 4 phút và thời gian dành cho Dương Đình Trung là khoảng 6 phút. Và lưu ý các quý vị các bạn là Dương Đình Trung đặc biệt mạnh trong quả chớp. Do vậy mà trong cái trường hợp mà hơn cây hơn thế mà hơn giờ như này thì tôi nghĩ là rất là khó khăn dành cho anh Vũ Văn Tuyến, sẽ chỉ có một bất ngờ cực lớn xảy ra. Tuy nhiên chẳng cờ thì chứa đựng rất nhiều bất ngờ các bạn nhớ, và vào năm ngoái thì trong một ván cờ mà thắng 10 người rồi thì danh thủ Võ Minh Nhất đã bị danh thủ Trần Nga Sáng cho một quả cục, nó gọi là xuyên tâm cục, và một cái cục mà hầu như là ngay cái buổi học thứ hai của các cái thành viên nhí của Học viện Thăng Long Kỳ Đạo, của Học viện Thăng Long Kỳ Đạo đều được tập cái cuộc đấy, và có thể thấy rằng là chắc chắn là anh Nhất cả Ánh Sáng đều rất dành cái cục này. Nhưng mà trong cái thời điểm mà quan trọng mà có thể do mệt mỏi để ra căng thẳng của trên ghế nóng ngồi trên truyền hình thì có thể sai lầm là một chuyện rất dễ có thể xảy ra. Và chúng ta cùng chờ đợi xem liệu còn một cơ hội nhỏ nào cho anh Vũ Văn Tuyến hay không. Vâng, và chính xác như thầy nhận định. Bây giờ mã bị đuổi và sĩ thì đang bị đe dọa. Theo chúng tôi đến đây nước đơn giản nhất là sĩ 594 bắt luôn, đổi luôn phải không? Thế mà để các cầu thủ khi vào tình thế họ lợi thế quá nhiều, họ sẽ chọn những nước đi rất là đơn giản, tuyệt đối không phức tạp. Thì theo chúng tôi bây giờ mà sĩ 594 rủ đổi pháo, nếu pháo anh thì anh mã xong rồi lại con pháo lại uy hiếp con sĩ, pháo anh qua thì bất sĩ. Thì có lẽ là bạn Trung lại quyết định là giữ quân để mà thắng nhanh, thì đây cũng là một phương án hợp lý. Bởi vì các bạn thấy rõ nước là dọa chiếu xong anh sĩ. Vâng, nói như thế ông thì thời điểm này thì đi nước nặng hợp lý, và nếu mà dành cho bên sạch
Tôi rất là cảm thấy rất là khó cho anh Vũ Văn Tuyến rồi. Các bạn thấy là khi mà chơi cờ ngoài quần chúng á, thì chúng ta ưa chọn được cái lối mà gọi là góp ý, tức là bàn đó. Thì tại sao chúng ta ưa bàn cho cái bên mạnh? Không phải là chúng ta là ỷ vào theo bên mạnh mà bắt nạt bên yếu đâu, nhưng bởi vì bên mạnh nó có nhiều nước hay. Chính xác là như vậy. Bên mạnh có rất nhiều cái nước mà mình và nhìn đã thấy cao rồi. Cơ mà kém rồi thì không có nước hay nữa. Cái này nó thật thì các bạn bây giờ cứ tốt xấu thì thay vì mình đã tiến một rồi bên đỏ khó đi, sĩ buộc anh lên là mã ba, là tiến bốn anh sĩ là khóa kiến con, rồi từ từ là ta lui pháo về bắt chết mã đỏ là xong. Rõ ràng là thủ tục với các bạn. Bên đó là bắt buộc sẽ làm cho xong nhiệm vụ. Lẽ là bạn Vũ Văn Tuyến thì theo chúng tôi anh có một cái, có lẽ là có một chút chủ quan trong cái giai đoạn khai cuộc. Này thì rất đơn giản thôi, mà ba tuần 4 là không đỡ được. Như vậy là xin được chúc mừng sớm đến chiến thắng của Dương Đình Trung. Và xin hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những trận đấu tiếp theo của vòng chung kết trận cờ đất Việt năm 2016-2017. Xin được cảm ơn sự chú ý theo dõi quý vị khán giả. Cảm ơn thầy Hoàng Đình Hồng.